Chào các anh chị đang theo dõi kênh Thuần SD Optical. Và cũng như lần trước thì chúng tôi thực hiện chương trình Hướng về quê hương tại huyện Mỹ Luông, An Giang. Lần này chúng tôi có mặt tại ấp Rạch Râu 2, Càng Long, Trà Vinh. Được sự ủy nhiệm của anh Thuần và một số mạnh thường quân ở Mỹ đã gửi về 22 phần quà nhỏ cho các bà con. Thực sự với món quà chỉ gồm mì gói, nuôi, bột ngọt, đường, nước tương, mỗi hộ là 50kg gạo và một bao thơ, trong đó có được 500.000 tiền Việt Nam. Món quà tuy nhỏ nhưng nói lên được tấm lòng luôn ủng hộ đồng bào Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn người thực hiện chương trình chính là anh Thuần và các anh chị Thế Nguyễn, Sang Châu, Tú Anh, Kim Châu, Lani, Vinh, TV, Henry, Mimi, Lan, Kim, Thảo, Cường, Lực, Sương và các anh chị ở Stockholm, California và anh Anthony Nguyễn đã cùng đồng hành với chương trình. Và sau đây là các cô chú và bạn ở đây với những phần quà như thế, và xin mời đại diện chương trình để gửi cho các cô chú. Cô có vài lời gì ạ? Cảm ơn lời chia sẻ của cô ạ. Xin mời anh Tính để đại diện cho ấp Rạch Râu 2 lên của tôi là phát biểu để cảm ơn các bạn. Dạ, nói đầu tiên thì cũng thay mặt cho chủ địa phương ấp cảm ơn anh Thuần và các mạnh thường quân đã nhường cơm xẻ áo cho bà con nghèo một chút lòng. Tuy nó nhỏ nhưng mà đối với bà con nghèo nó rất là ý nghĩa. Trong lúc khó khăn thì chẳng biết nói gì hơn, thì cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Cảm ơn rất nhiều và rất mong khi các anh chị theo dõi video này để cùng chung tay cùng Thuần và chúng tôi để thực hiện được nhiều thêm những chương trình thiện nguyện như thế này. Chân thành cảm ơn anh chị, chúc em Thuần và mọi người sức khỏe thật tốt, công việc thành công. Cảm ơn. Và các cô chú còn lại thì sẽ gặp em Tính để nhận những phần quà cho những cô lượng. Những hộ nào mà không tới được vì lý do sức khỏe, lý do gì thì chúng tôi sẽ đem tới tận nhà. Kính thưa quý vị, để tiếp xúc cái chương trình là Hướng về quê hương thì tôi có phỏng vấn một hộ gia đình thuộc hộ nghèo của ấp Râu 2, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, anh Nguyên. Anh sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh khó khăn của anh và cái công việc hiện tại của anh hiện tại bây giờ và thu nhập của anh để cho bà con cô bác được biết. Anh không thu nhập được gì hết trơn á, với hoàn cảnh đứt giò với con bệnh á. À, con mình bệnh sao anh hả? Máu. Rồi mình có chữa trị gì cho bé không anh? Có lãnh thuốc, có uống. Rồi công việc của mình hiện tại thế nào anh hả? Làm bấp bênh, ngày làm được, ngày không.
Rồi còn anh thì bản thân anh vừa qua đã bị một cái tai nạn về cái chân vậy đó. Rồi giờ còn có làm đi đứng gì được không anh? Cũng yếu cái chân. Rồi thì để tiếp xúc cái chương trình, này thì có một mạnh thường quân sẽ gửi cho anh một cái phần quà để về lo thuốc thang cho bé. Con mời chú. Chào em Nguyên. Thì cũng như đợt vừa rồi thì chúng tôi tiếp xúc với những bà con trong các hộ nghèo đây. Thì riêng em là có hoàn cảnh rất khó khăn, rất đặc biệt. Thì riêng bản thân tôi và một người em nữa trong ekip thực hiện chương trình này sẽ có một phần quà nhỏ gửi ủng hộ em. Và cũng xin mong tất cả mọi người khi chứng kiến thì hãy giúp đỡ cho em Nguyên để vượt qua hoàn cảnh rất thực sự rất khó khăn. Đây là số tiền tuy nhỏ, tôi xin lỗi là tại không có bộ thơ thì tôi xin gửi em 2 triệu. Tôi và một người em nữa trong ekip thực hiện chương trình ủng hộ cho em. Rất mong em vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Là hy vọng sẽ có những mạnh thường quân sẽ tiếp tục ủng hộ cho em. Và sau đây có một lời phát biểu của một người em cũng từ xa tới đây, nghe xã có làm một chương trình thiện nguyện của Thuận SD Official về ủng hộ, thì có muốn đôi lời chia sẻ. Xin mời chị Dung. Em cũng thấy chương trình của mấy anh về đây ủng hộ cho mấy người nghèo, rồi em cũng rất mừng. Xin cảm ơn mấy cô chú ở nước ngoài về ủng hộ mấy anh chị em thành phố về đây. Chúc nhiều sức khỏe dồi dào, mừng ăn phát đạt phát tài. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời chia sẻ của chị rất nhiều. Audio Jungle.